Xuân Lâm xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 12 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, tại Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía nam của lưới áp cao lạnh lục địa kết hợp với phía bắc của rãnh thấp xích đạo. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ làm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 13 đến 33 độ. Cụ thể, khu vực các huyện phía bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rồng. Dự báo trong ngày mai tại khu vực này trời nắng gián đoạn, khả năng có mưa là không cao. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này có thể xuống dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực các huyện phía đông của tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là mây thay đổi, ban ngày trời nắng, có thể chỉ có mưa nhẹ ở một vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nhiều mây, đêm không mưa, qua ngày mai thì trời nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ. Khu vực các huyện phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác. Đây là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh với nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thưa quý vị, nếu như hàng chục năm về trước, bà con nông dân canh tác nông nghiệp phải lo lắng rất nhiều về nắng mưa ảnh hưởng đến cây trồng, sâu bệnh hại tấn công, biến động giá cả thị trường, thì nay phần lớn nông dân Lâm Đồng đã làm chủ được việc canh tác nông nghiệp nhờ áp dụng tốt các quy trình chăm sóc hiện đại và liên kết về đầu ra ngay từ khi xuống giống. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây, mời quý vị cùng tìm hiểu về những nỗ lực của những người nông dân được gọi là lão nông nhưng là vô cùng tiến bộ, đón nhận những điều mới mẻ và gặt hái thành công, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.